Câu 1, Quân là học sinh phải không? Câu 2, bố của anh ấy bao nhiêu tuổi? Câu 3, mẹ của anh ấy làm nghề gì? Câu số 4, họ sống ở đâu? Câu số 5, có bao nhiêu học sinh trong lớp của anh ấy? Rồi, tôi sửa bài nha. Câu số 1 nè. Quân là một học sinh phải không bạn Tấn? Xin chào, tôi là Quân, tôi 13 tuổi, tôi sống ở một căn nhà ở miền quê. Có 4 người trong gia đình của tôi: bố tôi, mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Bố tôi 42 tuổi và ông ấy là một kỹ sư. Mẹ tôi thì 40 tuổi, bà ấy là một nông dân. Chị gái tôi thì 17 tuổi, cô ấy là một sinh viên. Và tôi là một học sinh lớp 6 ở trường Trung học cơ sở Đức Chánh. Trường của tôi thì nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp. Có 23 học sinh trong lớp của tôi, 15 con trai và 8 con gái. Mỗi ngày tôi thức dậy lúc 6 giờ, sau đó tôi đi học lúc 7 giờ. Đấy, được chưa? Được chưa? Đó. Được rồi. Rồi, tôi sửa bài nha. Tôi sửa bài nè. Được không? Em làm câu 1 cho cô. Rồi, Duy đọc câu 1. Vậy thưa cô là BA. Không phải, câu 1 là Quân là học sinh phải không mà. Con trả lời sao nhỉ? Nếu mà đúng thì con phải là yes, nhớ chưa? Sai là no, yes thì biết không? Yes gì? Quân là con trai. À, chúng ta sẽ he. Yes he do. Và có to be ở đầu câu, có cái chữ y này ở đây thì con xài là y thôi. Nhớ chưa? Yes he is. Yes he is. Câu số 2, how old is his father? How old is his father là gì? Bố của anh ấy bao nhiêu tuổi? Bạn nào trả lời? He gì? Tên là cô. Lọc đọc. His. He father. Ai lộn he y. Thôi, he y thôi. Hoặc là his father y. He y. Bao nhiêu tuổi? 42 tuổi. 42 tuổi. Đọc sao? 42 đọc sao? 42. Đọc là. Rồi, cô mời bạn Bo. What does his mother do? Là mẹ của anh ấy làm nghề gì đấy? Đọc đi. Làm nghề gì? Ừ, mẹ làm nghề gì? What does his mother do? Mẹ đâu? Mẹ này. Mother. Viết cái này thôi. She is a gì? Farmer. She is a farmer. Viết nguyên cụm bám vô là con có điểm rồi, nghe chưa? She is a farmer. 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 Chào mừng cô. Rồi, câu tiếp theo. Where do they live? Là họ sống ở đâu? Bạn nào trả lời được? À, where do they live? Where do they live? Họ sống ở đâu? Họ sống ở đâu? Sống ở. Họ sống ở đâu nào? Tìm. Ngôi nhà ở đâu? Tìm chỗ nào có ngôi nhà? Ngay câu đầu tiên luôn này. Họ sống ở đâu? I live. Không phải ai mà biến thành đây. Họ đây. Live in a country. They live in a country house. Country house. They live in a country house. Rồi câu số 5 này. How many students are there in his classroom? How many students are there in his classroom? Có nghĩa là hỏi có số lượng đấy, hỏi bao nhiêu học sinh này. How many students? Có bao nhiêu học sinh? Em cô. Duy đọc. Em Duy cô. There are. Để cô là. There are. Rồi. 23. Student. Student. Okay. Student. Xong.
Nếu mà muốn ghi dài dòng một chút, đầy đủ chút thì in his classroom, còn không thì cũng được. Không cần viết cũng được mà viết cũng được. Nhớ chưa? There are 23 students in his classroom. Được chưa? Trong nãy giờ rồi cô. Rồi xong, xuống bài dưới. Chọn đáp án đúng. Phát âm này. Làm câu 1 trước đi, nhanh lên. Rồi, tôi mời các anh chị làm câu 1 đi. Thấy câu 1 chưa? Thấy chưa? Phát âm cho cô những cái từ này. Cô sẽ cô. Cô sẽ sai. Suy nghĩ lại đi. Open. Ok cô. Sai. À cô B, cô B, cô. Đọc luôn nghe. Rồi. Brother. Mấy câu kia nào. Homework, children, open, brother. Con phải khoanh vào đây. Nghe chưa? Rồi sang câu số 2 đây. Sang câu số 2. Từ nào khác loại? Which word is different from the other? Từ nào khác loại? Câu A cô. Câu B cô. Suy nghĩ cho kỹ vào mấy đứa ơi. Nói bệnh các bạn không? Mệt quá. Tôi cho 1 phút bắt đầu. Nào suy nghĩ đi. Compass. Compass là compa, nghe chưa mấy đứa? Cái này là compa nè. Tuấn câu nào? Ừ. Tuấn đâu? Câu D. Tuấn đâu? Đây cô. Câu nào câu đây? Câu C cô. Câu C hả? Sao câu C khác? Bây giờ này à, bây giờ coi sao câu C lại khác nhỉ? Bây giờ rubber là gì? Rubber là cục gôm. Ruler là gì? Cô. Cây thước. Đây cô. Compass là compa. Bicycle là xe đạp. Ba cái này đồ dùng học tập. Xe đạp đâu phải đồ dùng học tập đâu. Xe đạp là phương tiện. Đây cô. Thấy chưa? Rồi. Câu D đúng. Câu D, mấy bạn làm D còn chậm lắm nha. Câu số 3. Câu số 3, suy nghĩ đi. Cho em lên trên xíu đi, em chưa ghi xong cô. Câu số 3 nghe lên. Câu số 3. Được chưa? Rồi cô. Câu số 3 suy nghĩ đi nha. Rồi cô. Chờ mấy bạn kia. Xong rồi cô. Rồi câu nào? Rồi, câu số 3. Chúng ta cùng nhau giải. Câu số 3 là gì hả? Kỳ 1 tiếng Anh lớp 6. Câu số 3 là gì bạn Bo? Hả Bo? Dạ cho cô hả? Đu này, con phải chú ý cái đu nghe. Đu đi với cái nào được? Đu đi với cái nào? Không phải. Đu rồi. Đu đủ. Đu đủ con xe cơ. Bạn Bo mà. Đu. Rồi, tập judo. Tập judo là xài đu. Còn mấy kia cũng xài đu được. Nhá, võ thuật là xài đu nè. Football, bóng đá phải là football. Học cái này là phải là learn. Còn hoặc là study. Còn ăn sáng phải là have. Chỉ có judo mới xài đu thôi. Rồi, cô mời các bạn làm câu số 4 khỏi làm câu số 5. Làm câu số 5 các bạn. Câu số 5 các bạn 4 ơi. 4 bỏ hả cô? 4 bỏ, làm câu số 5. Câu 4 các bạn chưa học cái thì đó. Rồi, câu số 5 làm đi. Câu số 5. Câu số 5 làm sao? Em cô. Em cô. Bạn Duy. Em cô. Cô là y quá chinh. Không, đây là thi hiện tại đơn. What? Con học rồi. Cái thi y quá trình là cái thi hiện tại tiếp diễn, con chưa học đâu. Rồi, chị What? Gái, em gái là chủng có số ít con ạ. Chủng có số ít nhá. Chọn câu nào. Ừ.
Watch it. Câu B, bởi vì chúng có số ít thì động từ phải thêm SES nghe chưa? Cái này dễ mà mấy đứa. Tuấn làm được không? Em không ổn cô. Tuấn làm được. Mà Tuấn đâu có làm bài được không con? Không. Rồi, câu số 6. Câu số 6, nhanh lên. Chép câu số 6 vào. Cô. Hả? Em xong rồi cô. Chờ mấy bạn đã, chờ mấy bạn đã. Xong rồi cô. Cô ngủ không? Buồn ngủ chưa? Chú của tôi sống ở đâu? Bây giờ bạn Tuấn chọn câu nào? Câu B, câu B. Đúng rồi, câu B. Nghe đúng. Rồi, câu tiếp theo. Câu số 7 chọn câu nào? Đây là thì hiện tại đơn ấy, câu nghi vấn của thì hiện tại đơn. Câu C. Đó là cô. Hả? Cảm ơn cô. Ừ. À. Câu 7 là câu nào? Bạn Bo. Câu C. Bạn Bo. Lộc sai bét rồi. Câu nghi em vấn sao các bạn học mà không nhớ nhỉ? Câu nghi vấn của thiền tại đơn là đu đơ để trước chủ ngữ và sau đó là động từ nguyên mẫu mà. Mình đã nghe không hiểu hả? Em lộn. Ăn tiếng Việt lộn có lắm vào. Rồi câu A. The land often do. The land often do, nghe chưa? Đây là câu nghi vấn của thì hiện tại đơn. Chỗ nào phải xài đơ. Mà đã xài đơ rồi thì đây phải động từ nguyên mẫu do. Rồi. Câu số 8. Câu số 8. Minh nó hỏi cái gì mà Mai nó trả lời đó là môn tiếng Anh. Xem Minh nó hỏi gì nhá. Mà Mai nó trả lời đó là môn tiếng Anh. Và nhìn câu A, B, C, D chọn cái nào để bỏ vào đấy. Câu B. Từ cho các bạn suy nghĩ. Cái này khoan hả? Câu B cô. Cái này khoan hả cô? Ừ. Được chưa? Rồi, câu nào? Môn học yêu thích của bạn là môn nào? What is your favorite subject at school? Rồi, câu B. Câu B. Rồi, tiếp theo. Cho hai câu giống nhau dữ cô. Đâu, câu nào giống, cái này là mai, cái kia là do mà giống gì? Cái này là mai, cái này là do khác nhau nha. Đang hỏi là môn học yêu thích của bạn là môn gì? Không ai mà đi hỏi môn học yêu thích của tôi là môn gì đâu. Rồi, tiếp tục. Trường của tôi được bao quanh bởi những cánh đồng xanh. Được bao quanh, các bạn khoanh câu A cho cô luôn. Is surrounded, được bao quanh. Cái này nghe biết thôi, chưa học mỗi câu này. Ok, understand. Are you ok? Ok. Rồi. Ok cô. Câu số 10. Bạn của tôi muốn đi học ở một ngôi trường gì bởi vì bọn họ muốn học tiếng Anh với giáo sư với gì, với giảng viên hay là với giáo viên mà nói tiếng Anh. Trường quốc tế international nói tiếng Anh nghe chưa? Học tiếng Anh rất là ok, rất là very good. Ở đó nó học tiếng Anh dữ lắm. International đó, school là trường quốc tế. Rồi. Câu bài dưới. Câu B. Ừ, câu B á. Câu bài dưới này. Hãy viết các câu phủ định và nghi vấn của các câu sau đây. Đây. Thì hiện tại đơn nhá. Đây là động từ to be thôi. Đấy, làm cho cô chụp hình gửi sang đi. Câu phủ định nhá và câu nghi vấn. Dấu trừ là câu phủ định, dấu chấm hỏi là câu nghi vấn hôm trước cô bày rồi. Cô nhắc lại cho các bạn giỏng tai lên mà nghe. Có cần nhắc lại không? Cần nhắc lại không? Hướng dẫn này. Hướng dẫn này. Mấy bạn giỏng tai lên nghe chưa? À, trường hợp 1.
có to be. To be là gì? Am, e, a. Am, e, a này. Ví dụ nhá, cô có ví dụ sau. Cô có ví dụ sau. See a teacher, see a teacher. Câu phủ định là see not, thêm not vào và viết là isn't a teacher. Cô ấy không phải là giáo viên. Đó là câu phủ định. Câu nghi vấn này, đưa to be ra đầu câu. Is he a teacher? Is she a teacher? Chấm hỏi. Đó, đó là câu mà có to be. Nhá, đó là câu có to be. Các bạn có hiểu không? Hiểu không? Hiểu rồi, lát làm nhá. Rồi, tiếp tục, cô hướng dẫn tiếp. Ví dụ, she go. À, she go as a. She go to school. À, cô ấy đi học. She go to school. On Monday. On Monday. Cô ấy đi học vào các ngày thứ hai. Câu phủ định của nó này. Câu phủ định. She là trùng có số ít, chúng ta phải xài doesn't. She doesn't go, đưa về nguyên mẫu, không có s nữa. To school. To school on Monday. On Monday, đây là câu phủ định. Câu nghi vấn, mượn trợ động từ do bởi vì trùng có số ít để đầu câu. Does she go nguyên mẫu bởi vì sau trợ động từ là động từ nguyên mẫu. To school on Monday. Chấm hỏi đấy. Hiểu chưa? Có hiểu hai dạng không? Một dạng là có to be. Dạng 2 ha, trường hợp 2 là không có to be. Không có to be mà chỉ là động từ thường go này thôi. Đó, vậy khi các bạn làm cái bài này các bạn phải phân biệt nó có to be hay không. Đó, nếu có to be thì dễ rồi. Thêm not vô thành isn này. Nhá, rồi câu nghi vấn là đưa y ra đầu câu này, dễ. Còn không có to be thì các bạn phải mượn don't hoặc doesn't tùy chủ ngữ. Chủ ngữ số nhiều mượn don't, chủ ngữ số ít thì phải doesn't. Còn câu nghi vấn thì đưa do hoặc là does ra đầu câu tùy chủ ngữ. Được chưa? Được không? Được không? Không nói câu luôn. Được rồi. Rồi, làm bài đi. Tôi cho 5 phút làm và vở chép gửi qua đây. Nhanh lên. Bật cam hết lên coi. Phải im re rồi đó. Ừ, bật hết cam lên đi. Duy mà xong rồi chụp hình gửi sang cô chấm. Bài này có chấm xem cô. Cô ơi. Ơi. Cho em xem. Xem gì? Trường hợp 2 cô. Hả? Xem cái bên dưới này á hả? Hả? Cô chỉnh câu đi cô. Cái gì? Vẫn chưa hiểu lắm cô. Chưa hiểu lắm hả? Tuấn hiểu không Tuấn? Hiểu cô. Rồi mấy cái đứa không hiểu nghe đây này. Tôi mệt mỏi lắm anh chị nhá. Khi mà các bạn gặp cái bài mà viết sang phủ định và nghi vấn, các bạn phải chú ý này. Xem câu nào có to be là amia thì dễ rồi. Câu nào mà có amia rất là dễ. Các bạn chỉ phải thêm not vô thôi. Ví dụ y mà thêm not vô thì thành isn't này. Đó là câu phủ định. Câu phủ định là câu có not trong câu. Có to be thì thêm not sau to be. Còn câu nghi vấn thì đưa to be ra đầu câu. Xong. Đó là câu có to be. Mà câu có to be là câu a đây này. A gì đây? A, hả? Dear a nè. Thấy chưa? Rồi. Đó là câu phủ định. Đó là câu có to be. Phủ định là phải là thành thêm not vào. A not là gì? Tuấn, A not mà A là thêm not vô viết tắt là gì? Aaron. Ant. 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 Còn câu nghi vấn thì đưa A ra đầu câu và thêm chấm hỏi cuối câu thôi mà. Đó là câu phủ định và câu nghi vấn của động từ to be. Còn câu B các bạn nhìn này, nó có to be không? Không. Nó không. Không có to be thì các bạn phải làm theo cái dạng này. Các bạn phải mượn gì? Không có to be các bạn phải mượn gì? Mượn do. À, nếu mà có phủ định á, là do mà thêm not vào thì viết thành gì? Don't. À, do mà thêm not vào thì đọc là gì? Doesn't. Đó là câu phủ định. Còn câu nghi vấn thì đưa do đơ ra đầu câu thôi. Để do đơ ở đầu câu và và động từ đưa về nguyên mẫu và thêm chấm hỏi cuối câu. Ví dụ như câu này. She doesn't go to school on Monday. Does she go to school on Monday? Chấm hỏi. Thấy chưa? Vậy tương tự ở trên đây. Chị gái tôi làm việc trong một ngôi trường. Chị gái tôi
Là chủ ngữ số ít các bạn phải xài đơ dần rồi. Đơ dần quốc. Đưa về nguyên mẫu. Bỏ sơ đi. In a school. Và câu nghi vấn là gì? Là đơ si, à đơ gì? À, đơ chị gái của bạn làm việc trong ngôi trường phải không? Chấm hỏi. Rồi các bạn làm đi rồi tôi sửa nhanh lên. Giờ này mà lơ tơ mơ các thì hiện tại đơ là các bạn chết nhá. Nhanh lên đi. Được chưa? Xong chưa? Được chưa? Không đứa nào nói gì hết trơn vậy trời. Được cô. Có làm được không? Được cô. Duy có làm được không con? Để nói là cô bày cho. Nói là cho hiểu nè. Các bạn chưa hiểu cái dạng này nhá. Rồi. De nè. Các bạn thêm not vào A. De A not á. Thì các bạn viết tắt là gì? An. Not viết tắt là gì? An thôi. An là đọc là an. Rồi viết tiếp. 2, 3 nhá. In my class. Đó là câu phủ định. Đấy, thêm not vô thì thành answer. Answer. Rồi câu nghi vấn thì làm sao? Bạn nào tắt nhạc đây? Câu nghi vấn là gì? Là A đưa đầu câu. Động từ to be đưa đầu câu. A there. Trinity student in my class. Nhưng mà mai chuyển thành cho cô. In your class. Các bạn nào chuyển thành do được á thì các bạn đó sẽ đạt điểm tuyệt đối. Nha, mai chuyển thành do. Tại vì khi hỏi ấy chúng ta sẽ bảo là có bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn ha, của bạn. Rồi, chép xong câu A chưa sang câu B này. Sang câu B. Rồi cô, xong qua rồi cô. Hả? Xong qua rồi cô. Câu B là không có to be này. Không có to be thì các bạn phải làm gì? Không có to be các bạn phải làm gì? Phải mượn trợ động từ. À, my sister là chủ ngữ số ít, các bạn phải mượn the và thêm not vô thành the dần đây. Động từ work đưa về nguyên mẫu. À, in a school. In a school. Chấm. Còn câu nghi vấn là các bạn làm gì? Câu nghi vấn các bạn làm gì? Các bạn mượn the để đầu câu vì chủ ngữ số ít phải để the đầu câu. My sister chuyển thành your sister cho cô. My sister chuyển thành your sister. Rồi. Rồi work về nguyên mẫu. In a school. Work in the đấy, nhớ đấy. Lưu ý khi chuyển sang câu nghi vấn. Khi chuyển sang câu nghi vấn thì mà các bạn mà gặp ai ấy, các bạn sẽ chuyển thành my cho cô, ai chuyển thành you. À, mai thì các bạn chuyển thành do như lúc nãy chúng ta nói đó, hiểu không? Nghe chưa? Tôi thì chuyển thành bạn. Của tôi thì chuyển thành của bạn. Bạn Tuấn có hiểu bài không? Dạ có. Mấy bạn kia có bạn Bo có hiểu không? Tôi bạn Bo bạn Công là tôi thấy sợ hãi nha. Thế im re, không có một cái lời nào hết trơn. Dạ hiểu cô. Quá sợ hãi nha. Hiểu rồi.
Được chưa? Rồi, tôi sẽ cho vài bài tương tự. Tin nữa anh cô. Không, vài bài tương tự cái bài chuyển này. Sang câu phủ định bằng nghi vấn. Nha. Câu 1. There is a. À, viết đề vô. Ghi vô vở anh cô. Đúng rồi, ghi vô vở đi. There is a desk in my room. In my room. Rồi, làm nhanh, bạn Bo có nghe không? Bo. Dạ. Chuyển đi, chuyển sang câu này là câu phủ định, cô đánh dấu trừ là câu phủ định. À, cô đánh dấu chấm hỏi là câu nghi vấn. Làm đi. Làm nhanh, ngay lập tức cho tôi, câu này có động từ to be đấy. Nhanh. Làm mấy câu cô? Cứ làm đi. Hỏi làm chi? Chụp gửi qua cho cô hả cô? Không cần. Đọc cho tôi nghe được rồi. Mấy câu này á, mấy câu này là gì? Là có động từ thường, không có to be ấy. Dạ. Không có to be là phải do. Câu 5 thôi cô. Câu 5 thôi. Rồi, tiếp đi. Xong chưa? Xong chưa để đi ngủ, đi ngủ. Xong chưa cô? Ừ. Xong rồi cô ơi. Rồi, có sửa bài. Sửa nhanh lên cô ơi. Rồi,
Sửa bài nhanh ngày nghỉ đi con. Câu 1 là gì? Bạn nào đọc cô? Tất cả các bạn đều đọc. Câu 1 là Eason. There is a desk in my room. There is gì? There isn't. There is a desk in my room. Cô nghi vấn. In the desk. Is there a desk in my room? Rồi, chấm hỏi nữa. Y viết hoa. Sang câu số 2, bạn tất cả đều đọc. He isn't a doctor. He isn't a doctor. Công không đọc hả? Công không đọc hả? Công đâu? Công đâu? Nó cứ như trên mây á. Cứ như trên mây á. Đọc lên chứ. Các bạn đọc mình cũng phải đọc chứ. Rồi, câu này. Câu nghi vấn nhé. He a doctor. Chấm hỏi. Ô, nó vang rồi. Câu số 3. Nó vang rồi. Đây em ở teacher. Câu tiếp theo. Teacher. Câu 4. Ô, nó vang của cô ơi. Nó vang của cô. Get up early. Chết rồi. Get up early. Câu số 5. Câu nghi vấn. Do day. Xong. Rồi, nghỉ. Tối thứ bảy học. Tối thứ mấy? Thứ bảy cô. Tối thứ bảy học tiếp lại đề tiếp. Các bạn học cho đàng hoàng bằng nghe chưa? Dạ. Rồi, nghỉ.